Bạn có biết là Spiderum đã có group dành cho người trong môn nghề hay chưa? Đây là nơi bạn được thỏa sức học hỏi và chia sẻ kỹ năng, được gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện và tâm sự chuyện ngành, cùng vô vàn những điều hấp dẫn đang chờ đợi bạn. Hãy tham gia group ngày hôm nay. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spiderum. Hôm nay, chúng mình sẽ quay trở lại với các bạn trong bài viết Áo sơ mi, cơ bản và kinh điển. Bài viết này được viết và đăng tải trên website Spiderum bởi tác giả M.Nguyen. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhá. Nếu phải chỉ ra một món đồ thời trang dành cho nam mà chàng trai nào cũng có nhưng mà không phải ai cũng biết cách chọn, thì đó chính là áo sơ mi. Những chiếc áo sơ mi dài tay cổ đứng cho tới những chiếc áo sơ mi lụa là hoa lá, áo sơ mi chính là món trang phục cơ bản nhất nhưng cũng có thể là món thời trang kinh điển nhất mà bạn cần phải có. Hãy cùng điểm qua những chiếc áo sơ mi cơ bản mà chàng trai nào cũng nên sở hữu nhá. 1. Áo sơ mi Oxford. Bạn có biết tại sao tôi lại nhắc tới chiếc áo này đầu tiên không? Vì chiếc áo bán chạy nhất trong thị trường thời trang của Anh Quốc chính là chiếc áo sơ mi Oxford. Theo số liệu của hãng thời trang Next, hai chiếc áo sơ mi Oxford màu trắng và xanh da trời nhạt luôn nằm trong top 10 những sản phẩm bán chạy nhất mà không trượt phát nào. Nếu đã từng mua áo sơ mi, bạn sẽ hiểu rằng áo sơ mi trắng và xanh dài tay khó mua đến thế nào, vì chỉ bước vào cửa hàng thôi đã đủ hoa mắt rồi. Vậy điều gì làm nên sự thành công của một chiếc áo có cái tên sang chảnh này? Cái tên Oxford không phải bắt nguồn từ trường đại học hay là thành phố Oxford, mà là tên một loại vải được sản xuất ở Scotland với kiểu dệt đan rổ và chất vải dày dặn hơn. Những chiếc áo sơ mi Oxford cũng xứng đáng hơn và bền bỉ hơn những loại vải khác. Bên cạnh đó, những chiếc áo sơ mi Oxford cũng gắn liền với kiểu thiết kế cổ gập cài khuy đặc trưng. Chính thiết kế cài khuy này giúp cho cổ áo đứng thẳng cũng như mang lại vẻ khỏe khoắn trẻ trung cho những chiếc áo sơ mi này. Những chiếc áo sơ mi Oxford rất đa dạng và dễ mặc. Bạn có thể mặc một chiếc áo Oxford trơn màu hoặc là họa tiết đơn giản như kẻ sọc hoặc là kẻ caro với quần jean hay là chinos. Bạn cũng có thể sở hữu một chiếc áo Oxford với những tông màu cơ bản như là xanh nhạt, trắng hay hồng nhạt đi cùng xui trong công việc hay là tham gia sự kiện. Tiếp theo là áo sơ mi trắng. Khi chúng ta còn trẻ, những chiếc áo sơ mi trắng theo chúng ta đến trường. Khi chúng ta trưởng thành, những chiếc áo sơ mi trắng sẽ tiếp tục gắn bó ở bên ta ở mọi nơi, nhất là trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời. Vì vậy chiếc áo sơ mi trắng luôn là món đồ mà bạn cần đầu tư nhất. Leonardo da Vinci từng nói rằng, đơn giản là sự tinh tế tột cùng. Chiếc áo sơ mi trắng cũng như vậy. Trắng là một màu sắc không khoan nhượng, vì mọi khuyết điểm sẽ đều được thấy rõ ràng, khó có thể che đậy được nhờ họa tiết hay là chất liệu. Một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu mỏng manh cùng những đường may thiếu tinh tế khiến cho bộ xui của bạn dù đắt giá đến đâu cũng trở nên mất giá. Trong những sự kiện quan trọng, không có màu áo sơ mi nào đẹp bằng màu trắng. Nhắc tới sơ mi trắng, trong đầu chúng ta sẽ luôn hình dung đến những chiếc dress shirt đầu tiên. Dress shirt được chỉ những chiếc áo sơ mi có cổ, dài tay và có độ dài che quá mông. Đây là chiếc áo sơ mi chuẩn lễ nghi và thường được mặc trong những dịp quan trọng. Khi chọn một chiếc áo dress shirt trắng, bạn nên chọn một chất vải 100% cốt tông dày dặn để vừa tránh hiệu ứng xuyên thấu vừa giữ form. Những chiếc áo có kết cấu bề mặt đặc trưng như là trail cũng mang lại sự thú vị cũng như là khác biệt một cách tinh tế cho những chiếc áo sơ mi kinh điển này. Trail hay còn được gọi là vải dệt chéo là tên chung cho các loại vải dệt sợi theo góc vuông, tạo nên những đường chéo trên mặt vải. Vì kết cấu này mà trail đầm và ít nhăn hơn các loại vải khác. Chất vải trail với những đường đan chéo phá bỏ vẻ nhàm chán cho chiếc áo sơ mi trắng. Với một màu sắc dễ lộ dáng như là trắng, form áo là yếu tố vô cùng quan trọng. Vì vậy, nếu như bạn có thể đặt may đo thì không thể nào tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện đặt may, bạn hãy chọn một chiếc áo may sẵn vừa vặn nhất có thể, đặc biệt là ở vai, ngực cũng như là độ dài của vạt áo và tay áo. Tiếp theo là áo sơ mi ngắn tay. Sống trong một môi trường nhiệt đới nóng ẩm, những chiếc áo sơ mi dài tay tuy đẹp và nhã nhặn nhưng lại không mang lại sự thoải mái như những chiếc áo sơ mi ngắn tay. Do đó, áo sơ mi ngắn tay đặc biệt phổ biến với nam giới văn phòng. Nhưng một lý do khó hiểu nào đó, chúng càng trở nên phổ biến hơn ở nam giới ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, tôi luôn muốn trả lại sự trong sáng cho một chiếc áo nhỏ nhưng có võ này. Áo sơ mi ngắn tay ngày nay vô cùng đa dạng, từ những chiếc áo họa tiết tropical, gọi nôm na là áo chim cò, bắt mắt cho những chuyến du lịch mùa hè. Những chiếc áo ngắn tay từ lụa được các rapper ưa chuộng. Bạn có vô vàn những sự lựa chọn, chỉ là chọn sao cho đúng mà thôi. Với áo sơ mi ngắn tay trơn mặc hàng ngày, tôi thấy điểm quan trọng nhất và dễ bị bỏ qua nhất chính là ống tay áo. Độ dài ống tay áo nên nằm giữa phần bắp tay, không nên quá dài. Ống tay áo hơi bo một chút và nếu có chi tiết sắn tay áo thì sẽ có điểm nhấn hơn. Với loại áo sơ mi này, thay vì cầu kỳ nhiều chi tiết, bạn hãy chọn những chiếc áo đơn giản có logo tinh tế, càng đắt giá càng tốt. Tuy nhiên, với bạn nào tập gym, mặc áo này sẽ hơi khó một chút Vì vậy lưu ý lựa chọn size phù hợp để không khiến mình và những người xung quanh nghẹt thở. Trong cái nóng mùa hè, không gì thích hơn lụa. Áo sơ mi lụa với họa tiết đặc sắc và kiểu cổ cam collar là xu hướng mà bạn tuyệt đối không thể bỏ qua. Cam collar là kiểu cổ áo mở, phẳng và không có cấu trúc, do đó mang lại vẻ phóng khoáng cho người mặc. Áo flannel. Dù là mùa hè nóng nực, nhưng nhắc đến áo sơ mi thì chúng ta không thể nào bỏ qua chiếc áo sơ mi kinh điển này được. Cũng xuất phát từ vải bông, nhưng flannel là những chiếc áo sơ mi thường thấy ở mùa đông chứ không phải là mùa hè, và cũng thường được mặc như lớp áo ngoài khi layering hơn là một chiếc áo sơ mi thông thường. Giống như là Oxford, flannel là tên một loại vải. Chất liệu flannel là một dạng vải bông mềm với trọng lượng vừa phải, có lớp lông tơ, xù ở một hoặc là cả hai mặt, sờ vào mềm mại lại ấm áp, do đó đây là chất liệu hoàn hảo cho những ngày thu mát. Áo flannel thường hợp hơn với mùa thu đông và cũng có thể mặc như áo khoác. Flannel thường thấy nhất luôn là chất liệu kẻ cà rô với màu sắc chủ đạo như là xanh lá, xanh navy, đen. Cách phối đồ dễ nhất là chọn một chiếc áo flannel hơi rộng hoặc là oversize và khoác bên ngoài một chiếc áo ti cơ bản như là trắng, xám hoặc đen và mặc cùng quần jean, vừa trẻ trung, vừa phóng khoáng. Ngoài ra, áo flannel và giày thể thao cũng là bộ đôi hợp cạ, mãi là phong cách cổ điển, không cần phải chạy theo xu hướng nào. Trên đây là những mẫu áo sơ mi cơ bản mà chàng trai nào cũng nên có ở trong tủ quần áo của mình. Để khám phá thêm những kiến thức thời trang cơ bản cũng như nắm bắt từng xu hướng thời trang mới lạ trên thế giới, hãy chờ đón những bài viết tiếp theo của tôi trên Spiderum nhé. Và đó là nội dung của bài viết ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiderum, còn mình là Pinkdot. See ya!